đâu rồi, phải xếp hạng rồi này. Làm quả tuân à FC Captain top 1. Tặng xếp hạng sở hữu tướng. Không. Kiểu gì game này nó chả mình không kịp nhanh với chúng nó đâu. Để mọi người xem đầu buổi bán nào. Cố lên mà tướng mới ít người chơi. Tướng mới không tóc lại chúng nó chưa có tướng nên ít người chơi hết hạn hết phải yếu. Nó đi hôn van khỏe. Chỉ có mấy con trợ thủ tù thôi. Châu Châu á, nó đi cùng mấy con là Châu Châu. Joker tướng mới cũng hay. Bởi vì nó boost cho Joker tăng giáp. Vẽ hồi máu nữa. Cũng được, nói chung chơi cho con đấy được. Hello, chơi cùng với YouTube của mình, mai mình sẽ cùng đi nốt trái cây giải nhiệt mùa hè nha. Mình sẽ lập trang tô là một cái bóc mà rất quen thuộc của chúng ta, đúng không? Mình sẽ hướng dẫn mọi người tâm hồn nha. Bùng đánh giặc nữa. Mời ơi, đợi mình xíu ha. Nay mình đã 4 lên Shopee rồi. Coi từ lúc 15 đơn. Đặt 15 đơn rồi. Hay rồi. Chúng ta còn chơi hết tháng nữa. Ui giời, bạn lăn thì lăn. Shopee của tôi không mất nhiều tiền lắm đâu. Tôi 4 đơn mất đó. Ôi, thay nhau hy sinh nhà mấy anh trai. Cứu nhau không biết sử dụng khả năng cứu. 15 đơn của em mới 2 triệu. Ui thế. Hay rồi. Anh lại em. Thôi tốt với đứa này hai video nhưng mà trước cùng người ta rồi lại soi tìm cái tên mỗi việc lấy top 1 không làm được đồng đội làm ăn chán đời thế uống công hồi sinh mất 3 thằng báo đời báo đốm. Ok nha mọi người, mình sẽ kiếm trận tiếp nhé. Mình sẽ chơi khoảng 2 game nữa thôi. Không, ngồi cắt. Ai lười như bạn? Ai kêu tôi lười, dọn ra đây, bước ra đây nói chuyện ngay. Anh Đức chưa? Ai kêu lười, mình nói chuyện. Dương có lười không anh Đức? Nên cảm nhận đi, không cần thiệt đầu đâu anh cứ nói thẳng ra đi chứ gật cảm nhận đi. Anh thì sao lại gật? Ok nha mọi người. Anh được ngân lên một chút số. Cái này chắc không có kiến gì đâu nhỉ? Có kiến này. Ok. Ok là một đấm. Mình đang suy nghĩ là mình nên cần mua những gì nữa cơ. Nọ quên mất. Mua 3 sạc. Combo 3 dây sạc. Ok. City Shopee TikTok Shop. À đúng rồi. Người đem một xíu ha. Mình sẽ tiếp tục cho mình hả? Ok mọi người. Mọi người đem một xíu ha. Mình check ra đã. Của cắt sạc 65W thì 30W thì ok. Hello.
Mẹ hai cái ngoài vậy. Người ai đâu là làm nhắn này. Cái gì? Ui! No! No! Cực cây hở. Ấn nhầm e kìa. Ui, một like. Được rồi, xin liền. Ấn nhầm e, hồi đấy tôi phá được bom kèo nó, tôi giết nó rồi. À, ấn nhầm e đạn bay được tới nơi kìa. Đấy thế nhở, game bị chơi. Ê, người ta hồi sinh, người ta dùng hồi sinh vip cái ông này, ông hồi sinh cho tôi, ông hồi sinh thường ai thế? Người ta phải dùng hồi sinh vip để đánh team được chứ. Trời ơi, hồi sinh thường chó không thể. Ôi thằng kia may cho mi nhá, lúc đấy tao không có súng nha. Nên tôi cái phần này nha mọi người.